Xin chào tất cả các bạn. Nếu như bạn nào sinh ra đã sở hữu một cái nét đẹp thiên thần, hay là các bạn dậy thì thành công với một đường cong gợi cảm này, với một khuôn mặt ưa nhìn này, hay là với một làn da trắng sáng, thì xin chúc mừng các bạn. Các bạn đã quay vào ô may mắn. Thế còn riêng bản thân Bích Hạnh thì không được may mắn như vậy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mình mới sinh ra thì mình đã sở hữu một cái làn da rất là đen, rất là tối màu, xỉn màu. Và khi mình còn học cấp 2, cấp 3 thì mình gần như là thuộc cái tuýp người là đen nhất lớp. Và các bạn trêu mình rất là nhiều. Các bạn còn thường hát trêu mình cái câu hát là ngày mẹ sinh Hạnh rơi vào gio. Mình cũng rất là khó chịu, nhưng mà đành phải chấp nhận thôi, biết làm thế nào ạ. Và khi mình lớn lên, mình đi học đại học thì khi mà mình ở các xóm trọ ấy, thì mình gần như là mình chuyển đến xóm trọ nào mình cũng là người đen nhất xóm trọ, và luôn luôn được các anh chị, các bạn bè ở các xóm và ở lớp gọi mình với cái mác là Hạnh đen. Chính vì vậy mà bản thân mình cảm thấy rất là tự ti. Mình không có một chút tự tin nào khi mà giao tiếp với mọi người. Mình cảm thấy mất hết niềm tin vào cái cuộc sống, bởi vì mình đen quá và mình bị mọi người chê nhiều quá. Và vì cái nỗi tự ti đó mà mình đánh mất đi rất là nhiều những cái cơ hội, ví dụ như là những cái mối quan hệ đắt giá này, mối quan hệ trong bạn bè hoặc là trong tình yêu, mình cũng đánh mất đi rất là nhiều những cái mối quan hệ như vậy. Thì khi mà mình đi làm, mình đến cơ quan mình làm, thì mình giới thiệu với các bạn là mình là giáo viên ạ. Khi mình đi làm thì mình cũng là người đen nhất trường đấy. Thế nhưng mà từ khi mà mình biết đến cái sản phẩm Queen ấy, thì là mình cái làn da của mình được thay đổi dần lên. Mình sử dụng cái sản phẩm Queen, mình thấy rất là hiệu quả. Nó trắng sáng và bật tông lên rất là nhanh và rất là hiệu quả và cực kỳ là an toàn. Chính vì thế mà mình đã tham gia vào cái hệ thống của công ty mỹ phẩm Dr. Queen Giang Vuông. Và khi mình tham gia vào hệ thống thì mình được ban lãnh đạo công ty tổ chức những cái buổi học về kiến thức hoặc về kinh doanh. Và mình thấy rất là tốt. Mình cảm thấy như là mình được cái cuộc đời của mình nó được tiếp cận với những cái con người thông minh, tài giỏi. Và mình thấy rất là hạnh phúc khi được làm việc, được bán hàng cùng với mọi người. Và mình hạnh phúc hơn nữa là mình đã có được một cái làn da trắng sáng như mơ ước. Để mà so sánh với các bạn vốn đã là trắng từ bé ấy, thì mình có thể là không trắng bằng các bạn. Nhưng mà so với cái nước da như bây giờ của mình cũng đã được rất là nhiều người. Và đặc biệt khi bây giờ mình làm về spa thì rất là nhiều khách hàng của Bích Hạnh đến và khen cái da của Bích Hạnh đẹp. Chính vì vậy mà mình cảm thấy rất là yêu đời, rất là tự tin để giao tiếp với tất cả mọi người. Và nếu như mình chia sẻ đến đây thì chắc là các bạn cũng thấy được cái tác dụng của cái mỹ phẩm Dr. Queen đối với làn da như thế nào ạ. Và nếu như bạn nào hay là khách hàng nào muốn tư vấn, muốn sử dụng sản phẩm thì hãy gọi điện cho mình, hay là chị em nào muốn cùng kinh doanh với mình thì hãy gọi điện cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.